Thế giới 2023 là một năm không bình yên với những mâu thuẫn, xung đột và tái định hình trật tự toàn cầu. Cạnh tranh giữa các nước lớn, vấn đề xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas diễn ra rất gay gắt, tác động sâu sắc đến cục diện an ninh chính trị thế giới. Cuộc cạnh tranh địa chính trị và xu hướng chia tách, tập hợp lực lượng gây ra sự xáo trộn trật tự địa chính trị toàn cầu. Đặc biệt, tính chất phức tạp và hậu quả khôn lường của các thách thức an ninh phi truyền thống, từ an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh khí hậu, an ninh năng lượng tới an ninh tiền tệ, an ninh công nghệ đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại, phát triển chung của toàn nhân loại. Bối cảnh ấy đang đặt ra cho mỗi quốc gia, khu vực những lựa chọn khó khăn trong giữ vững các lợi ích cốt lõi và đà phát triển của riêng mình. Ở Việt Nam, bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam đã vững vàng vượt qua sóng gió, đạt được nhiều kết quả toàn diện, củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững, cũng như tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Xin kính chào quý vị khán giả. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã cho thấy phần nào một thế giới hậu COVID-19 vẫn đang ngổn ngang trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể đứng vững trước những biến động lịch sử và vươn lên định vị chỗ đứng của mình sẽ là chủ đề của chương trình Đối ngoại và Hội nhập cuối cùng của năm 2023 này. Và ngày hôm nay, đồng hành cùng với chương trình là biên tập viên theo dõi và bình luận thời sự quốc tế Minh Anh. Vâng, xin chào anh Minh Anh. Có lẽ trước khi nói về những dấu ấn đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, thì không biết là trong năm vừa rồi thì anh ấn tượng với tình hình thế giới như thế nào ạ? Vâng, xin được chào biên tập viên Thúy Quỳnh và chào quý vị khán giả. Có lẽ năm 2023 với tôi là một sự tiếp nối của một tiến trình đặc biệt trong lịch sử, nơi mà trật tự địa chính trị toàn cầu đang được tái định hình theo những cái hướng đa cực và đa trung tâm nhiều hơn, hợp tác và cạnh tranh đan xen nhiều tầng nấc. Tuy nhiên thì những cái sự cọ sát nhiều hơn này cũng đang khiến cho nhiệt kế ở các điểm mâu thuẫn vốn âm ỉ trong nhiều năm qua đã tăng thêm một chút trong năm vừa rồi. Và không gian hậu Xô Viết, Trung Đông cho tới bán đảo Triều Tiên hay là eo biển Đài Loan, thậm chí là cả Biển Đông cũng đã có những cái biến động. Những bức tranh thế giới cũng không phải hoàn toàn là màu xám. Chúng ta cũng thấy là xu thế hợp tác vì hòa bình, phát triển vẫn là chủ đạo trong đời sống chính trị toàn cầu. Điển hình như trong đó là các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Trung trong những tháng cuối năm hay là những thỏa thuận lịch sử về chống biến đổi khí hậu tại COP28 vừa rồi. Và biểu hiện rõ nhất về đoàn kết quốc tế cũng đã được thể hiện trong thảm họa động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm, mà cũng nhờ đó mối quan hệ giữa Syria với thế giới Ả Rập đã được cải thiện rất nhiều. Vâng, hơn lúc nào hết thì đây là thời điểm thế giới cần sự thống nhất và đoàn kết quốc tế. Các vấn đề địa chính trị rất phức tạp, nhưng nhiều khi cũng đơn giản lắm, anh Minh Anh ạ. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ thiện chí hay là một sự tế nhị trong giao tiếp thôi, thì có lẽ là tình hình cũng được cải thiện hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy. Tôi thì đặc biệt ấn tượng với hình ảnh hai nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Malaysia cùng thưởng thức miếng sầu riêng đặc sản của Malaysia. Và họ vui vẻ gọi đó là ngoại giao sầu riêng, bởi vì nó giúp cho các cuộc đối thoại trở nên dễ dàng hơn. Và nếu muốn tìm những khoảnh khắc nhẹ nhàng, bình yên, gần gũi như vậy, thì có lẽ có một địa chỉ lý tưởng mà các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể tìm tới ngay lúc này. Đó chính là Việt Nam của chúng ta. Và nếu không tin thì hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường tra cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam cũng là hoạt động thăm nước ngoài cuối cùng của đồng chí Tập Cận Bình trong năm 2023. Tiệc trà với bóng dáng cây tre Việt Nam bên cạnh là một trong những nghi thức lễ tân rất đặc biệt, thể hiện sự gần gũi, thân tình giữa các nhà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Đối với Việt Nam hay Trung Quốc thì mời uống trà cũng đều thể hiện sự trân trọng, lòng hiếu khách và cũng là dịp trao đổi với nhau những điều chân thành, thẳng thắn. Trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm 2023, Việt Nam cũng đã đón tiếp rất nhiều các vị nguyên thủ quốc gia với tất cả những gì gần gũi, chân thành nhất. Hiếu khách, bình yên và thân thiện, đó chắc chắn là những cảm nhận chung của các nhà lãnh đạo thế giới trong mỗi dịp sang thăm Việt Nam, đặc biệt ở thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Những hình ảnh cùng toát lên niềm tin và tình cảm yêu mến của các chính khách, bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thiết lập quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia trên thế giới. Trong nhiều thập niên, không ai tưởng tượng nổi có một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và cùng cam kết đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên cấp độ cao nhất. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lịch sử không nhất thiết phải quyết định tương lai của chúng ta.
Rõ ràng các nước đang ngày càng xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hợp tác cùng phát triển. Cùng với đó, việc toàn đảng, hệ thống chính trị và toàn dân đồng lòng, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã củng cố niềm tin của bạn bè, các nhà đầu tư quốc tế về một nền chính trị ổn định, trong sạch. Những nỗ lực cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, xây dựng chính phủ số, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, cơ chế thuận lợi cho hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Du khách, bạn bè quốc tế cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về thành tựu đổi mới, về con người, đất nước Việt Nam, thể hiện qua du lịch và lưu trú dài ngày ở nước ta, điểm hẹn hòa bình, an toàn, mến khách, uy tín vị thế Việt Nam ngày càng lớn. Trung Quốc và Việt Nam ngày nay đang hướng tới mục tiêu rõ rệt. Sự phát triển kinh tế xã hội chứng minh cho thế giới rằng con đường phát triển mà hai nước lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác có lợi cho sự phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Mong muốn nhân sĩ, trí thức hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành người tiên phong trên chặng đường hữu nghị Trung Việt, đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm của mỗi nước và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược. Trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái ngoại giao đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo. Và tôi đã mạnh dạn nói và bây giờ đã được nhiều nước hay là trên thế giới người ta đã thừa nhận là một cái nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Sự phục hồi ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam góp phần gia tăng đáng kể uy tín vị thế của đất nước trong thu hút đầu tư quốc tế. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Chúng ta đang chứng kiến một Việt Nam tự tin trên vũ đài thế giới, có những đóng góp quan trọng cho khu vực và Việt Nam chính là tấm gương phản chiếu những lý tưởng và giá trị mà ASEAN có thể mang lại cho nhân dân các nước trong khu vực. Kinh tế thế giới đối mặt với những rủi ro lớn, kể cả nguy cơ suy thoái. Các vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức chưa từng có cho phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là động lực chính trong quá trình phục hồi kinh tế thế giới, song cũng là một trong những trọng tâm của cạnh tranh nước lớn. Trước tình hình đó, tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc và phát biểu bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đối ngoại Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ trường phái ngoại giao cây tre, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, dĩ bất biến, ứng vạn biến, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Đối ngoại Việt Nam cần được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, linh hoạt trên cả ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, nỗ lực thực hiện vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài, phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của đảng và đất nước. Vâng, đơn giản vậy thôi. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy và trách nhiệm với tất cả các quốc gia yêu trụng hòa bình và cùng chung thiện chí hợp tác vì sự phát triển. Để hiểu rõ hơn về cách tiếp cận và định vị vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi độc quyền với đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Mời quý vị cùng theo dõi. Lần đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Thưa đồng chí, năm 2023 đã khép lại với rất nhiều dấu ấn đối ngoại đặc biệt, trong đó có thể kể đến chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hay lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trong một năm đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với hai quốc gia. Vậy theo đồng chí đánh giá, những sự kiện đối ngoại đặc biệt này đã giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam như thế nào? Năm nay, năm 2023 là chúng ta đạt nhiều những cái thành quả rất là quan trọng trong công tác đối ngoại. Và như đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá là cái điểm sáng trong cái công tác của chúng ta. Mà nổi bật trong đó, thứ nhất là chúng ta đã củng cố
được cái quan hệ với các nước láng giềng của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng. Trước hết là đối với Lào và Campuchia, năm nay là chúng ta đã tổ chức được cái hội nghị của ba đồng chí đứng đầu ba đảng. Rồi là có hai cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng ta với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Chính trị Đảng ta với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia. Cùng với đó còn là những cái hoạt động gặp gỡ cấp cao của lãnh đạo Đảng ta, nhà nước ta với lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào và Campuchia, củng cố cái quan hệ quốc phòng an ninh là trụ cột và có những cái đột phá trong quan hệ hợp tác về kinh tế và giữ gìn được cái đường biên giới hòa bình phát triển. Quan hệ với Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là nước láng giềng và vừa là nước lớn và là một nước sau chủ nghĩa có những cái thành tựu rất là lớn. Và mới đây nhất, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao. Thì qua đó thì giúp là đồng chí Tổng Bí thư nói là hiểu nhau hơn ở tầm chiến lược. Qua cái việc là thông tin về cái đường lối chính sách, về tình hình ở mỗi đảng, mỗi nước, rồi quá trình triển khai đường lối đối ngoại. Cái thành tựu rất lớn, rất quan trọng là cái việc là chúng ta củng cố được quan hệ với các nước láng giềng. Cùng với đó là cái việc chúng ta tăng cường cái quan hệ về các đối tác quan trọng. Như chúng ta thấy cái chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới thăm Việt Nam, rồi là chuyến thăm của Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Medvedev tới Việt Nam. Và chúng ta cũng thấy là đối với các đối tác quan trọng khác, đó là cái việc là nâng cái quan hệ của chúng ta lên với Nhật Bản, với Hàn Quốc, và chúng ta cũng phát triển quan hệ với Ấn Độ, rồi là tăng cường quan hệ với nhiều nước trong khu vực. Nên là phải nói là cái việc mà củng cố quan hệ với nước láng giềng, nâng tầm quan hệ với các cái nước lớn, các cái đối tác chiến lược, đối tác toàn diện quan trọng. Và cái thứ ba là cái quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng có những cái phát triển. Với những hoạt động đối ngoại của năm 2023 cùng với các hoạt động đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có lẽ là đã tạo ra được một cái cơ hội chiến lược rất là lớn, giống như là cái cơ hội chiến lược mà chúng ta đã tạo ra vào những thập kỷ đầu tiên của quá trình đổi mới. Vâng, như vậy đó là những minh chứng rất sống động về một Việt Nam tự tin, tự chủ, năng động, cởi mở để hội nhập phát triển cùng cộng đồng quốc tế. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, tổ chức quốc tế thì Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong bức tranh toàn cầu năm nay. Hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông quốc tế trong năm vừa qua và đến gần hơn với người dân khắp nơi trên thế giới. Nhưng không chỉ góp phần xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định với tiềm lực và vị thế mới của mình, Việt Nam cũng không ngừng thể hiện vai trò là thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế bằng những đóng góp thiết thực và vô cùng có ý nghĩa của mình. Trong bức tranh sáng màu của kinh tế toàn cầu, Việt Nam là một trong những điểm sáng. Nhận định đó của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được minh chứng bằng con số tăng trưởng năm 2023 khoảng 5%, nằm trong nhóm những nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Lạm phát kiểm soát ổn định, thu hút đầu tư nước ngoài gần 37 tỷ đô la Mỹ khi Việt Nam đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Triển vọng phục hồi ổn định cũng là lý do khiến các định chế tài chính quốc tế đồng loạt nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Các cái tổ chức quốc tế rất là gọi có quan tâm đến vấn đề về xếp hạng tín nhiệm. Và khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia được nâng lên ấy, thì điều đó nó tạo niềm tin cho các cái quỹ đầu tư tài chính và các ngân hàng của thế giới. Người ta sẽ đổ tiền vào trong vào cái gọi là nền kinh tế của chúng ta. Một trong những yếu tố quyết định mang lại những kết quả kinh tế xã hội ấn tượng trong năm qua chính là giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta lúc này vẫn là bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó là những thuận lợi rất cơ bản để chúng ta có thể kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Phục vụ lợi ích người dân, lấy người dân làm trung tâm cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Với sự tham gia tích cực và thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bình đẳng giới,
Việt Nam đã vừa được các nước tín nhiệm bầu lại làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025. Tôi cảm thấy thực sự Việt Nam đã thực hiện những cam kết của mình về việc đặt con người là sự trọng tâm của sự phát triển theo những chỉ dẫn của Liên Hợp Quốc. Đây là cốt lõi của các mục tiêu phát triển bền vững và không bỏ lại ai phía sau. Điều đó đã thể hiện toàn diện trong các chính sách kinh tế xã hội của chính phủ Việt Nam. Trong tất cả các diễn đàn song phương và đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, AIPA, COP28, tiếng nói của Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế lắng nghe và ủng hộ, bởi ở đó luôn truyền đi những thông điệp về sự chân thành, trách nhiệm vì một thế giới hòa bình tốt đẹp hơn. Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên, mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý, lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng. Khát vọng hòa bình của Việt Nam cũng được vươn xa bằng các hành động đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, thông qua những sáng kiến và hành động cụ thể như chống biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình ở châu Phi hay cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ trong thảm họa động đất đầu năm 2023. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam cuối năm 2022 đã khẳng định Việt Nam là nhân tố quan trọng, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam đã đạt được và trong một số trường hợp còn vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, bất chấp những cơn gió ngược nặng nề trên toàn cầu. Đây là một minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và làm việc chăm chỉ của người dân Việt Nam, cũng như những chính sách đặt con người vào trung tâm của sự phát triển. Yêu chuộng hòa bình, thân thiện, mến khách cũng là cách để Việt Nam đề cao sức mạnh mềm, khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng sâu rộng trên chính trường quốc tế. Vâng, rõ ràng là chúng ta đang thấy những thành quả rất ấn tượng, cũng như những vận hội mới mở ra với đất nước. Đó là thành quả của sự kết hợp tổng thể nhiều mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Trong đó phải kể tới vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Vâng, ta hãy cùng điểm sơ qua một chút thôi. Ngay trong những tháng cuối năm vừa rồi, thì lần đầu tiên đã có một Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Chỉ hai tháng sau thì Hà Nội chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việt Nam cũng vừa có thêm một đối tác chiến lược toàn diện thứ 6 nữa, đó là Nhật Bản. Thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, phát triển luôn là một đặc điểm nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam. 36 cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, nhà nước ta với lãnh đạo các nước đã phần nào cho thấy 2023 là một năm thực sự sôi động của đối ngoại Việt Nam. Ngoại giao song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng và sâu sắc, trong đó quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới với những bước phát triển mới về chất. Uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định và nâng lên tầm cao mới. Các đảng, quốc gia trên thế giới đều tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam. Có thể nói, vai trò tiên phong của ngành ngoại giao đã được thể hiện đậm nét, bám sát nghị quyết và đường lối đối ngoại của Đại hội 13. Công tác đối ngoại gắn liền với nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung những xu hướng mới và những vấn đề mới phát sinh để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động đồng bộ, nhuần nhuyễn và hiệu quả. Phải luôn luôn kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về sách lược. Nguyên tắc của chúng ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược của chúng ta là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề vào từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ những tư tưởng lớn của Bác Hồ: dĩ bất biến, ứng vạn biến, thêm bạn bớt thù, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai. Việt Nam luôn luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.
không chỉ là sự sôi động, ngoại giao cũng cần có tính thực chất và hiệu quả. Kết quả từ việc củng cố và nâng tầm quan hệ với các đối tác quan trọng cũng mở đường cho các khuôn khổ hợp tác phát triển mới trong các lĩnh vực trọng điểm như bán dẫn, thương mại điện tử hay kinh tế xanh. Nước Mỹ sẽ đầu tư nhiều hơn cho việc thiết kế và sản xuất chip. Chúng tôi không thể làm một mình. Chúng tôi phải xây dựng một chuỗi cung ứng hiệu quả toàn cầu. Và đối với các doanh nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, Việt Nam là một điểm đến rất triển vọng với sự nghiêm túc và quyết tâm của chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành trong việc chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn. Các lĩnh vực thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Có thêm hai thành phố là Đà Lạt và Hội An được công nhận là thành phố sáng tạo của UNESCO. Được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của UNESCO như Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, thành viên Ủy ban Di sản Thế giới, nhiệm kỳ 2023-2027. Trước cái diễn biến rất phức tạp của tình hình quốc tế, ngành ngoại giao cùng với các ngành, các cấp đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thông qua nhiều đề án quan trọng về đối ngoại, nhất là đề án về phát triển quan hệ với một số các đối tác quan trọng, rồi hợp tác trong ASEAN, tiểu vùng Mekong, cũng như là chủ trương ứng xử với các cái sáng kiến của ta với các nước đối tác. Bước vào năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, rủi ro. Bên cạnh cơ hội thuận lợi, cũng có những thách thức và tác động không thuận. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của nhà nước, sự đoàn kết thống nhất với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, chúng ta cùng tin tưởng rằng các thế hệ cán bộ đối ngoại, ngoại giao cả nước sẽ tiếp tục vai trò tiên phong, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vâng. Danh sách các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục mở rộng nhiều hơn nữa, cho thấy niềm tin của các nước đối với Việt Nam, khẳng định và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là những thành tựu rất đáng ghi nhận của công tác đối ngoại. Nhưng mọi thứ không phải đến từ ngẫu nhiên. Nói về đối ngoại Việt Nam, giờ đây thế giới đã bắt đầu quen với một cụm từ hay một trường phái mang đậm bản sắc riêng biệt, đó là ngoại giao cây tre Việt Nam. Đặc điểm của ngoại giao cây tre Việt Nam là gốc vững, đó chính là cơ đồ, lợi ích quốc gia, dân tộc, là nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thân chắc, tức là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp hòa quyện giữa các kênh đối ngoại, các lực lượng đối ngoại. Và yếu tố thứ ba là cành uyển chuyển, là lựa chọn các xu hướng lớn của thời đại, vừa tinh tế vừa hài hòa, để thể hiện một nền ngoại giao hòa hiếu, đề cao chính nghĩa, chân thành, thủy chung. Vâng, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam cũng là nội dung của một cuốn sách vừa được ấn hành cuối năm vừa rồi. Cuốn sách này thì có thể nói là đã chất lọc tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Những bài viết tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Và trong giai đoạn tiếp theo của đất nước, sự đồng hành và tiên phong của đối ngoại sẽ tiếp tục được thể hiện như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục trở lại với cuộc trao đổi của Truyền hình Nhân dân với đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả phối hợp của các kênh đối ngoại, đặc biệt là vai trò của đối ngoại Đảng? Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên nêu về cái nền ngoại giao toàn diện hiện đại của Việt Nam gồm có đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó là có cả ngoại giao của Quốc hội, nghị viện, trong đó có cái đối ngoại quốc phòng an ninh, trong đó có cái đối ngoại của các địa phương. Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị thông qua đầu năm 2023 đã nêu rõ hơn, tức là đối ngoại Đảng giữ cái vai trò nòng cốt trong việc định hướng
chiến lược và các cái chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần xây dựng cái nền tảng chính trị và điều kiện thuận lợi cho cái quan hệ của Việt Nam với các cái nước. Thế còn đối ngoại nhà nước là đóng cái vai trò nòng cốt trong vấn đề thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng. Và đối ngoại nhân dân là đóng vai trò nòng cốt trong cái việc là tăng cường cái quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, và cũng thể hiện trong rất nhiều lĩnh vực và ở các diễn đàn khác nhau và với nhiều đối tác khác nhau, không phải chỉ nhà nước mà cả các cái chính đảng, các tổ chức nhân dân. Và bây giờ đối ngoại Đảng không phải chỉ làm việc với Đảng mà còn làm việc với các cái đối tác nhà nước và các đối tác nhân dân. Như chúng ta nhìn thấy là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chủ trì đón và hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ngoài ra còn có rất nhiều các cái lãnh đạo của các cái nhà nước khác. Xin đồng chí chia sẻ về định hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới của đối ngoại Việt Nam. Năm 2024 là năm rất quan trọng. Chúng ta biết chỉ còn năm 24 đến 25, sau đó là 26 là Đại hội Đảng lần thứ 14. Cho nên là cái nhiệm vụ rất quan trọng là phải tiếp tục thực hiện thành công cái đường lối đối ngoại Đại hội 13 và chuẩn bị cho cái tạo những cái điều kiện thuận lợi về mặt đối ngoại cho cái Đại hội 14 và triển khai những cái nhiệm vụ của Đại hội 14. Và cùng với đó là thực hiện những cái quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước trong các văn kiện đã nêu ra. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề rất lớn, tức là làm sao tranh thủ được, như tôi suy nghĩ là cái cơ hội lịch sử có lẽ lớn thứ hai mở ra từ khi bắt đầu đổi mới. Cái đó sẽ đòi hỏi là cái vấn đề tổ chức thực hiện làm sao thật tốt. Vừa rồi với các đối tác song phương cũng như đa phương, qua các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của các bộ ngành và địa phương, chúng ta có được một cái môi trường, cái điều kiện về chính trị chiến lược rất quan trọng. Rồi là cũng đã có rất nhiều những thỏa thuận trong rất nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục. Bây giờ là vấn đề tổ chức thực hiện. Tôi nghĩ đấy là một cái yếu tố rất quan trọng. Và đây cũng chính là cái vấn đề mà các đồng chí lãnh đạo thường nhắc nhở là làm sao là phải thực hiện, chứ không phải chỉ có thỏa thuận. Và cái vấn đề thứ ba là vẫn làm cái vấn đề là chúng ta làm sao phải nỗ lực qua các hoạt động với các đối tác, qua các hoạt động đa phương, qua các hoạt động trong các lĩnh vực liên quan để giữ gìn cái môi trường hòa bình, rồi bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thì đây luôn là cái nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong cái bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay. Và mục lớn thứ tư thì cùng với cái việc như thực hiện ấy, tức là chúng ta phát huy những cái thành tựu đạt được, tận dụng cái những cơ hội mở ra để mà cái công tác đối ngoại phục vụ được tốt hơn nữa cho cái nhiệm vụ phát triển của đất nước. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đã khép lại với nhiều cảm xúc đan xen, nhưng nhìn tổng thể, đất nước ta vẫn duy trì là một điểm sáng quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội, giữ vững sự tự chủ, tự cường và lấy lợi ích của người dân, của đất nước là trung tâm. Một môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đất nước bước vào năm 2024 với những vận hội mới mà như đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung vừa chia sẻ là lớn thứ hai kể từ khi bắt đầu đổi mới. Nhưng để tận dụng được những thời cơ này, cần nhiều hơn nữa những kế hoạch hành động thiết thực để hiện thực hóa các chủ trương, chiến lược và các thỏa thuận hợp tác, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Và đến đây thì chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!